Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam vắt từ khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ đi qua khu vực giữa Biển Đông. Vì thế trong đêm qua và sáng nay, Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông ở nhiều nơi. Trong đó khu vực ven biển Đông Bắc Bộ và phía Nam đồng bằng là những vùng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng phổ biến trong khoảng từ 20-40mm, có nơi trên 60mm. Còn tại khu vực phía Tây Bắc Bộ, ít mưa hơn, lượng mưa phổ biến từ 10-30mm. Mưa dông có thể xảy ra vào thời điểm bất chợt trong ngày, nhưng vẫn tập trung nhiều hơn về chiều tối, đêm và sáng sớm. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Do có mưa nhiều nên nền nhiệt cao nhất trong ngày tại khu vực chỉ duy trì trong khoảng từ 31-33 độ, trời mát mẻ. Đợt mưa này tại Bắc Bộ sẽ kéo dài cho đến hết ngày mai 22 tháng 7. Từ ngày 23 tháng 7 mưa giảm thì nhiệt độ mới tăng trở lại. Dãy áp thấp có trục Tây Bắc Đông Nam cũng tác động và làm thay đổi đáng kể thời tiết tại miền Trung. Hôm nay dự báo hầu khắp các tỉnh thành phố miền Trung đều có mưa rào và dông. Trong đó khu vực phía Bắc của miền Trung là các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh hay phần Đà Nẵng, Quảng Nam là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Thời gian mưa tập trung chính vào chiều tối và đêm. Nền nhiệt theo đó cũng sẽ giảm nhanh, cao nhất trong ngày ở hầu khắp các tỉnh thành phố miền Trung, dao động trong khoảng từ 31-34 độ. Tuy không ảnh hưởng trực tiếp tới Tây Nguyên và Nam Bộ, nhưng mà rãnh thấp có trục Tây Bắc Đông Nam lại gián tiếp làm cho Tây Nam phát triển mạnh mẽ hơn, dẫn đến những cơn mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ trong chiều và tối nay cũng xuất hiện với diện nhiều nơi. Mưa sớm, lượng mưa lại lớn khiến cho nền nhiệt cao nhất trong ngày không cao. Khu vực Tây Nguyên nhiệt độ trong khoảng từ 27-30 độ, còn tại khu vực miền Đông Nam Bộ nhiệt độ cao từ 32-33 độ. Trên biển, theo mô hình dự báo của Trung tâm Khí tượng Hải quân Hoa Kỳ GFS, trong những ngày cuối tháng 7, trên vùng biển Đông Bắc Philippines sẽ hình thành một cơn bão có cường độ mạnh với tên dự kiến là Sông Đà. Tuy nhiên, do mới chỉ là dự báo xa, nên diễn biến của bão còn có thể thay đổi trong nhiều ngày tới, không loại trừ khả năng bão sẽ di chuyển vào Bắc Biển Đông nước ta. Vì thế, vẫn cần phải theo dõi thêm trong thời gian tới. Diễn biến của cơn bão này sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong các bản tin tiếp theo của kênh.